phải khi ngủ có khi hơi trễ phải không, cỡ khoảng 7 giờ lúc dậy trễ là còn trễ nữa, lên em phải cho nó ăn uống rồi em mới đi chứ đâu phải mà lên rồi em đi liền đâu. Em phải gỡ bà dì, bà dì ba không có làm cái gì á thì em gỡ được, còn có bà làm rồi bắt đầu em bỏ thí đi cho hai chị em chơi rồi em đi bán cho một chọc rồi em về tranh thủ về. Dạ Vương Hồ xin chào cô bác quý anh chị, hiện tại thì Vương Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp cô bác quý anh chị. Và đây là một cái công viên trước chợ Hồng Ngự nè. Và những lần trước á, thì bé Thanh là con của chị Nguyệt á, một cậu bé lang thang để mà xin tiền đó, thì thường ngủ ở trên cái bệ này. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lại không gặp bé ở đây, cũng như là bé Dương bạn với Thanh đó cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì Vương Hồ cố tình đến đây để mà tìm bé nhưng mà không gặp bé. Thì nghe chị Nguyệt nói rằng là hơn 10 ngày nay Thanh đã mất tích. Và thật sự cái câu chuyện của một cậu bé tự nhiên mất tích như thế nào, chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ lại gặp chị Nguyệt là mẹ của Thanh để tìm hiểu cho rõ hơn cô bác của chị. Chú hôm trước là chú gặp cái thằng bé nó ngủ ở đó không chú? Không thấy nữa hả chú? Không để ý ha. Dạ, dạ con cảm ơn chú. Bây giờ thì không có gặp bé nữa, bây giờ không biết thì như thế nào. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ lại gặp chị Nguyệt cũng như là thay mặt cho Quý Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình chị Nguyệt một số tiền để mà ăn Tết cũng như là xoay sở trong cuộc sống ha. Cô bác anh chị là vừa họ thử lên kiếm bé Thanh á, ở trên một cái chợ Hồng Ngự không gặp thì trở về đây nơi chiếc ghe mà chị Nguyệt cùng gửi lại hai người con của mình sinh sống thôi cô bác anh chị, để mà thăm lại chị. Mấy ngày nay thì bị cảm là nữ ra là cái tiếng nói nó bị khàn khàn á, mà mong cô bác anh chị thông cảm ha. Ghé lại thăm chị đây. Chị nói là bé Thanh đi mấy ngày này không có về, coi như mất tích luôn rồi, không biết làm sao chị kiếm. Sáng chị có điện cho Bùi Hồ á, thì chị là khóc. Ở đây là cái cây. Cái này là cái gì chị? Cái này là cái gì vậy? Cánh đồng á, cái gì mướp. Mướp đúng không? Dạ mướp. À, mướp. Bò lên đây nhìn dễ thương ha. Dạ, em làm á. Trồng lâu chưa? Em mới gieo lên trồng được bao nhiêu anh kia cao đó. Hình như là vừa rồi nè em lại chưa có đúng không? Dạ. Dạ. Bé Nhi về hồi nào? Bé Nhi về cũng mấy ngày nay anh. Đây cái cầu ván nè. Cái cầu này mỗi lần là bên Mạnh Thường Quân cho nè, anh mua nè. Dạ. Ôi, cuốn con. Gấu, bị đòi. Không cắn đâu. Nó hiền không? Ừ. Hiền không mén. Em sợ ngăn em cho nó, em lấy chiếc xe này về ngăn em đưa cho nó chạy được mấy ngày gì đó anh. Có kêu đừng cho nó đi chơi nó về, đã đợi chạy được 3 ngày ngăn cái xe chặt chó ngăn về nó bỏ ở đây nó ngăn đi luôn tới giờ luôn. Khổ thế ghê không? Nhi ơi. Nhi. Buồn ngủ. Nhi. Giờ này 10 giờ vẫn còn ngủ. Giờ anh nhìn nó không ra đâu. Sao vậy? Nó chơi cắt tóc lên chai nó quà máu. Em giờ em khổ hơn gì thiệt. Em đi bán hồi sáng giờ em đi bán là để hai đứa một, em bỏ hai đứa thí luôn á. Ý em ra đây là con bỏ hai đứa thí giờ cho nào em về lúc 9 giờ mấy đi rồi. Dạ Nhi kìa, em nói Nhi kìa. Nhi về mấy ngày rồi. Dạ rồi sao về em cũng không biết nữa. Giờ nó có được không, có dư tiền gì không? Nó có cho em ngàn nào, không có cho em ngàn nào luôn. Nó có trời, nó nói tới bữa 31 tay gì người ta gỡ tiền về mà không biết có hay không, em cũng không biết luôn. Sáng nay là mình bán được bao nhiêu tờ? Em bán được có, tại vì số không có, em bán được có 50 tờ bởi em hết sớm. À, bán được 50 tờ thôi. Dạ, cậu. Rồi chị nói về tình hình của Thanh cho em nghe. Giờ em cũng không biết, bây giờ em cũng không biết sao luôn, em năn nỉ nó hoài cũng vậy rồi. Em giờ em khổ vì nó thì khổ dữ dằn luôn, giờ em biết sao. Mấy ngày rồi Thanh không về? Trên 10 ngày nay rồi đó. Rồi không còn ở chỗ cũ luôn? Không, ở trên chợ kiếm không có luôn. Em cũng không biết nó giờ nó ở công lãnh hay là đâu, nó đi với cái thằng Dương hả? Chắc vậy quá. Rồi sao? Rồi chị dự định tính sao? Em định mới hỏi Nhi rồi, hỏi Nhi vậy chứ có gặp ngày qua nay có gặp không Nhi nó không, không gặp. Bây giờ em tính để, tại vì trong ngày nay em đi xuống dưới xã chứ. Ừ. Em làm cái giấy được, ngày mai em đi vô chổng thăm chồng em. Ừ. Rồi cái thì đụng được em mượn xe em chạy đi xuống dưới cô lạnh em kiếm, rồi có Nhi nhà nó biết đường nó kiếm cũng được, cũng đợi. Chồng của chị ở mấy năm? Tân Hưng, ở 15 tháng rồi.
Bây giờ được mấy tháng rồi? Được 21 tháng 6 thôi bây giờ. Vậy hả? Cũng 5-6 tháng rồi. Dạ. Yeah. Cậu. Rồi ngày hôm nay bán 50 tờ đủ sống không? Đủ không đủ cũng nhín nhúc nhúc. Chị nói ba chị sao? Ba em, ừ. Chút nữa không á, em với anh đi xuống ba em cho anh coi. Chị cứ nói đi, em ba... không có vô bệnh viện được. Không có, giờ ba em đang ở nhà. Chị nói, giờ nói giùm em ba chị sao? Ba em giờ cũng như bệnh, ổng xương sẹp, giờ cũng như là ổng chờ ngày chết thôi đó. Giờ cũng như cầu cứu, giờ cũng như có tiền cho ba em đi nằm viện. Ba em nằm viện lắm hết tiền rồi. Ba em nằm viện đã ba mấy đợt rồi. Giờ ba em xương sẹp hoài luôn. Ba của chị sống ai? Ba của em là sống ở đậu nhà của cô Sáu. Sao ông chịu xuống đây ở với chị? Em kêu ổng hoài mà ổng không chịu ở ghe, ổng nói ghe lắc, ổng nhức đầu chóng mặt. Có bữa hổm là đợt ổng nằm viện ngôn ngữ, em có đem ổng về đây mấy lần, mấy ngày, ngăn ổng gạt em, ổng đi về dưới lại. Ổng đi về dưới ba lại. Ba sống ở dưới ghe không được đúng không? Ba nói ba sống dưới ghe không được mà em cũng tới luôn dưới đó. Em mới cách đây 3-4 ngày trước em có chở ba em lên Hồng Ngự nè, là hút thuốc bắc là 200 mấy chục ngàn, uống được lâu mấy ngày. Hình như từng lấy vậy, từng lấy 200 mấy, từng lấy 200 mấy mà cô không có chịu thuốc không? Đừng có bị động. Rồi bây giờ là Thanh không biết ở đâu tìm. Dạ. Em không biết ở đâu luôn. Chị có hỏi những người vòng vòng xóm không? Nghe nói nó đi Cao Lãnh nữa đó. Vậy hả? Dạ. Bị động. Nghe nói đi Cao Lãnh nữa. Trời ơi, khổ tâm với chị Nguyệt. Thì em khổ với dòng lắm. Giờ sáng giờ em đi bán mỗi lần có dì Bảy, tại vì dì Bảy là cái bà gì đó đó. Giờ chị bả chết rồi, ngăn bả đi, ổng cũng đi luôn rồi, rồi ngăn em bỏ thí hai cái này trong cái nồi trên dì Bảy, bỏ thí đó em đi bán, bữa tranh thủ đi về. Sáng nay em có lên em kiếm Thanh ở trên chỗ công viên con cá không? Có không? Không thấy. Em kiếm rồi, em kiếm trước anh, không có. Hôm qua nay em khổ gì nó không biết biết em, mà em nói hoài em ghế rồi chiếc xe đạp đó, em mới đi lấy về cho nó chạy đi. Đừng tối nói nè, con ơi con đi chơi đi, con xe đạp nè, tối con về. Mà cũng về cũng được, cũng được ấy đi được 3 ngày rồi, xong về ngăn xe chặn chó rồi nó bỏ xe rồi đi luôn tới giờ. 10 ngày nay, 10 mấy ngày nay không về nhà luôn. Con cá mà dạy không được thì khổ tâm. Thiệt, em khổ. Này tới nhau này em thiệt luôn. Anh hỏi hết ở đây đi, hỏi hết đây, ý là em mới xuống đây ở cỡ 6-7 tháng này đi. Anh hỏi hết từ có hai đứa con em cơ sao. Khổ thế ghê luôn vậy, không biết sao. Thì Tết này có mua sắm gì chưa? Có tiền, không có tiền luôn mua sắm. Hỏi mén rồi có mua sắm gì không con? Rồi có rồi, bằng đồ cũ không? Có mua sắm gì không mén, mẹ có mua gì chưa? Dạ hả? Sáng có đi bán vé số với mẹ không? Ừ. Không hả? Ở nhà coi em. Ở nhà coi em trở nắng. Ừ. Có đi coi tính lớn lên đi bán vé số phụ mẹ không? Bốn đứa con, hai đứa lớn được rồi nhưng mà không đi bán vé số phụ mẹ. Cậu. Rồi hai đứa thì bé xíu xíu à. Dạ. Và chồng thì phải ở trong cái... bị ở tù rồi. Thì bây giờ cuộc sống này, rồi. Mai này em đi vô trọng anh thăm ảnh. Thì đi thăm bằng gì? Hả? Em mượn xe của dì bà gì đó, em chạy đi. Em có làm giấy rồi nè. Rồi mỗi một chuyến đi vậy là tốn bao nhiêu tiền? Em đi chị. Không có, em có làm cái đơn mà đi xuống dưới đường ấy nè. Em nhờ như vô tối viết cho em nè, chứ em có biết chữ đâu viết. Nhờ cái đơn viết nè. Thôi được rồi, được rồi. Viết được... Mỗi lần đi thăm anh là bao nhiêu tiền? Không có cho tiền ảnh mà tốn tiền xe là 70 ngàn. Rồi mua bánh, có mua bánh trái đầu cơ và tặng hết rồi cỡ 200 ngàn. Dạ. Em không hiểu tại sao hồi trước là một lần chị phải sống ở trong cái tấm bạc á. Dạ. Em gặp chị thì thời điểm đó anh cũng đi tù. Dạ. Và sau đó anh về thì chị có thông báo cho em hay. Dạ. Thì chị có khuyên anh không mà là tại còn sao lại cho anh trở lại cái nghề cũ vậy? Biết phạm pháp mà tại sao vẫn đi? Nói nghe giờ cũng như cuộc sống giờ không có, cũng như kinh tế giờ làm cũng không có được. Một lần anh về anh đi ra dưa, rồi ra dưa đi không được. Ra dưa đi không được nữa, anh mới buông ra mới bắt qua cái ngày đó để sống để nuôi con. Phải mấy vậy chứ. Em cũng có khuyên anh mà tại anh không, anh nói giờ biết làm gì, giờ đi ra dưa không được.
chứ ghe vừa được thì ảnh con đâu có đi vậy đâu. Sao không đi bán vé số? Ảnh thì bán số ảnh ngại hay gì đó. Rồi ảnh mới nói là đi ra đường cũng như làm lợi đi. Mà em không có nghĩ ảnh bị ở nữa là bị dính nữa đâu. Thiệt em không có nghĩ đâu. Thật ra thì anh là mới được thả tự do ra thì được hai năm mấy thì anh lại dướng lại nữa thì bây càng ngày tội nó càng nặng hơn. Mà không, cái chuyến này ở nhà có mười mấy tháng ra tàu rồi thì có mười năm tới là anh về đó. Năm tới tự cũng tháng 8, tháng 9 đó anh về. Nếu mà ảnh ở tốt nữa, hiện tại giờ ảnh chưa có đi lao động, ảnh còn ở tạm giam thôi. Nghe nói qua Tết mới chuyển đi đó. Còn trong Tết thì lại còn. Chị Nguyệt là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em Tết nó 40. 40 hả? Còn anh? Anh 53 hả gì? Anh lớn hơn em là 13 tuổi đó. Mén 13, ảnh 53 đó. Em 40, ảnh 53. Thật ra thì sáng bán có khi hơn, lấy số không có em gầu, mỗi lần lấy số không có là em gầu. Số cái này hút quá, mình cũng như hồi đó giờ mình không có bán. Hồi giờ mình bán lợi người ta đi gần lấy tiền mặt thiệt, mà người ta để cho mấy người mà tay em cho người ta, từ chủ cũ của người ta, còn người ta còn dư thừa ra người ta mới đưa cho mình. Lấy không có, bữa nào lấy không có em gầu hơn gì. Mỗi ngày chi phí sữa cho các bé là bao nhiêu? Sữa với tả luôn là ngày cũng 100 ngàn thì nó thì đủ rồi đó. Mà là khoảng 100 ngàn hả? Thật ra thì đối với bản thân của em á thì được kết nối với Quý Mạnh Thường Quân mà muốn hỗ trợ cho mình đó, em chỉ muốn nhìn thấy những người mình được giúp đỡ cái gì đó phấn đấu vươn lên, mà em nhìn thấy cuộc sống gia đình của mình nó bới tắc về cái góc độ những thành viên trong gia đình. Đôi khi là cái suy nghĩ của mình cũng có thể giúp cho mình khổ. Em ví dụ như thế này, vì con cái chị không nghe lời chị đó là một điều khổ tâm rồi. Nó không hiểu được nỗi khổ của ba và mẹ nó, nên nó không nghe lời của chị nữa, thành thử là cái khổ nó lại càng khổ. Vì nó không biết được ba mẹ nó rằng là lao động không ra tiền rồi mỗi đứa một nơi đó, nên là nữa là cái việc mà không phụ giúp ba mẹ mình đó, rồi lại bỏ nhà ra đi như thế, vừa khổ tâm mà vừa khổ về vật chất nữa. Ngày hôm nay quay trở lại đây là lần thứ hai gặp chị tại điểm này, và cũng quay về chị rất là nhiều lần. Khi quay lại đây thì em cũng nghe chị kể câu chuyện gì em cũng rất là buồn, vì chồng của mình lại quay trở lại nữa, một mình chị phải nuôi ba bốn hai đứa con nhỏ, rồi đêm hai đứa kia không nghe nữa. Nên em có nói với chị á, thời điểm hai năm về trước là mình Thường Quân giúp mình á, không bao giờ giúp mình hoài được. Tại vì ngoài kia còn những cái mảnh đời khổ hơn nữa. Khi mình có vốn mình phải chặt chiêu, mình vươn lên, chứ bây giờ được cái ghe thì người ta đã đuổi mình đã đành rồi. Bây giờ cái việc mà tiền bạc xoay sở hàng ngày nó lại càng khó hơn. Có bao giờ chị nghĩ rằng á, là hai đứa con nhỏ xíu của mình nè, nó không giống như người ta. Vì đôi khi đồ đạc của nó mặc á, là đồ đạc từ việc sinh cho. Dạ, còn một mặc đồ cho đó. Người ta cho. Đúng rồi, đồ cho. Tết tôi nhỏ còn được ba mẹ sắm cho con mình đồ mới để mặc. Chị thì lại không gọi là không làm tròn trách nhiệm đối với người con của mình. Thì có khi nào chị cảm thấy mình bất lực không? Em biết, mà biết làm sao bây giờ. Em cũng không biết làm sao không em thiệt. Có một mình em mà giờ lo gì. Rồi lắm là hai đứa kia không nghe lời, không biết lại làm sao luôn thiệt. Em đi vô trong thăm chồng chứ cái kia không có cho được cái gì là cái gì cho ảnh đó chứ. Chỉ là đi thăm mua bánh trái thôi, ngoài ra cái gì là cái gì chứ. Thì
em giờ em muốn biết sao luôn. Em biết Mạnh Thường Quân thì cho em hồi đời lần trước rồi, không em biết những người có khả khổ còn khổ hơn em nữa. Và mình gắng nên mà giờ em cũng không biết sao, giờ con nuôi càng lớn rồi thì nói không nghe, giờ em cũng thiệt khổ lắm. Nuôi cho em đi. Ờ, cô bác anh chị biết không? Dạ, lên trên đi. Những ngày nữa dạ, là những trên. Ngày cận Tết rồi. Rồi nhìn mấy đứa trẻ nè, nó cứ nheo nhóc như thế này nè. Rồi đồ đạc thì cũng không có, nhà cửa thì cũng không sắm sang được cái gì, thậm chí là cái việc mà việc ăn việc mặc thôi là đã khó rồi, nó chỉ là đến cái việc đón Tết như thế này, mà đặc biệt mà cái Tết thì không có chồng ở nhà, con thì lại lủi thủi gài đây mấy đó. Lo lắng nhất á là bé Thanh lại chưa hiểu được cái chuyện đời, một mai á mà không may bị kẻ xấu mà đưa đi sang bên Campuchia thì coi như là cuộc đời cũng như xong, tại vì đâu có tiền đâu mà chuộc, nói thì không nghe. Mà để dạy cho bé Thanh thì cần phải có một cái gì đó cho bé Thanh cảm nhận được rằng cái cuộc sống này nó không... Em giờ em cũng không biết làm sao. Khi em nằm đêm em suy nghĩ hoài. Em muốn khỏi làm mẹ cho tụi này. Em thì em muốn chết đi rồi cho nó xong rồi khỏi làm mẹ. Để đi làm mẹ rồi khi dạy nó không nghe, tức tuổi làm đêm nào cũng khóc, nhưng tại sao mình sinh con ra mình dạy nó không được. Con nó không nói chọc à. Sáng em đi bán gì em phải có khi ngủ có khi hơi trễ phải không, cỡ khoảng 7 giờ lúc dậy trễ là còn trễ nữa, lên em phải cho nó ăn uống rồi em mới đi, chứ đâu phải mà lên rồi em đi liền đâu, em phải gỡ bà gì. Tại vì ba không có làm cái gì á thì em gỡ được, còn có ba làm rồi bắt đầu em bỏ thí đi cho hai chị em chơi rồi em đi bán cho một chọc rồi em về, tranh thủ về em dòm con. Hôm trước tiền của Mạnh Thường Quân là cho thì chị còn được nhiêu? Còn được 700 mấy. Còn được 700 mấy hả? Dạ. Yeah. Lấy số tiền mặt hay là lấy triệu? Em lấy tiền mặt. Dạ hả? Dạ. Còn con. Rồi bây giờ lấy triệu người ta đâu có đưa đâu anh. Lấy 50 ngàn, lấy 50 tờ thì là bao nhiêu tiền, còn lời được nhiêu? Lấy 50 tờ thì là 50 ngàn. Dạ hả? Dạ. 50 tờ là 50 ngàn vậy đó. Là vốn 450. Dạ. Cái đứa bé như thế này có sữa không? Có mà em mua lần bịch vậy đó, ấy mỗi lần uống ăn mua lần bịch hai bịch, còn em có tiền thì mua 5 bịch 10 bịch vậy đó, tả thì lúc nào em cũng mua sẵn vậy đó. Bé tên gì em quên mất tiêu rồi. Tên Ý. Ý bé kia tên Miến đúng không? Bên kia tên Như. Như đặt tên con thì cũng lựa một cái tên rất hay nha, hai đứa nhỏ là Như Ý. Dạ. Sáng nay chị ăn gì chưa? Chưa, em chưa ăn, tính đi lên dì Bảy ăn trên dì Bảy không à. Ăn trên nhà bà dì trên đó. Ừ. Tội nghiệp bà dì đó, bà cũng nuôi cơm, bà thấy khổ. Bà nói đi bán đâu bán, rồi về ăn uống thì ăn trên này. Ừ. Một mình hả? Ít em, ít ăn dưới ghe lắm. Cũng có ăn nhưng mà ít ăn lắm. Một mình thì sống thì để nuôi một đứa con thôi cũng đã khó rồi. Lần này phải nuôi hai đứa bé nhỏ nữa. Nhiều cô bác anh chị nói là gia đình này đã khổ mà là còn lại sanh con, biết sao bây giờ. Thì thôi thì chỉ mong rằng á là chị sẽ suy nghĩ kỹ hơn tí xíu và tìm cách làm sao mà em lỡ rồi không có đẻ nữa đâu. Dễ gì không bao giờ lỡ đứa này. Ừ, để đưa em hứa cố gắng kiếm Thanh á, kiếm Thanh á thì tìm được đưa Thanh về và tìm được Thanh rồi gặp Thanh á. Dạ. Nói với Thanh về đây rồi á, điện cho em hay. Và thông tin với chị á là đây đến Tết em cũng rất là bận, tại vì nhiều công việc em vẫn làm chưa xong. Thì hôm nay em trở lại thăm gia đình của mình. Em thay mặt cho cô Julie Hoàng ở Mỹ gửi cho chị 100 USD để chị xoay sở trong cuộc sống của mình ha. Là tương ứng với 2.450.000 đồng để chị làm vốn nè, mua quà Tết, chưng Tết nè, để cúng lên ông bà nè.
một ít bánh mứt để cúng lên ông bà, cũng như là cái việc mà xoay sở cho các bé có sữa hả chị? Dạ. Đây chị đếm lại giùm em, tại em cầm có một tay thôi. Dạ. Chị đếm lại giùm em đi. Ngày tới 2 triệu mấy lần? 2.450.000. Dạ đúng rồi. Đúng không? Ngày tới đủ rồi đó. Dạ. Ừ. Em cũng cảm ơn cô gì đó. Cô Suli Hoàng ở Mỹ. Cô Suli Hoàng ở Mỹ với bên Mạnh Tường Quân rồi trong nước và ngoài nước cũng giúp đỡ giùm trong lúc hoàn cảnh em khó khăn gì. Em mừng dữ lắm. Em không biết nói gì hơn nhưng em cũng thấy hoàn cảnh của em rồi đó. Rồi mình anh thì nuôi đi, nuôi hai đứa này không để em về em bỏ. Thật ra thì đối với hoàn cảnh của chị Nguyệt á, giúp thì cũng đã giúp xong rồi. Dạ. Chỉ quan trọng là cái khả năng của chị làm sao mà để chị sinh sống và thoát nghèo thôi. Dạ. Cái tư duy của mình mà là nữ là mình tìm một cái nghề hay là cái gì đó buôn bán để có thể nuôi dưỡng cho các bé lớn lên. Dạ. Còn để giúp cho chị hoài á, thì thật ra thì không thể nào giúp hoài được. Dạ, tại vì bản thân của chị á, chị còn có khả năng lao động được. Mà hai đứa bé nó lớn lên và nó lao động, nếu như mà nó hiểu thấu thì nó sẽ giúp mẹ nó vậy ba cùng về để mà cùng nhau sum họp gia đình là một điều gì đó cần thiết nhất vào lúc này đó. Thì em mong rằng á, chị mong sao á, chị cố gắng thường niệm quan âm để cho hai đứa con của chị á nó có thể chuyển biến được trong cái suy nghĩ của nó, để mà có thể giúp chị và để nó cảm nhận được cái sự hy sinh của người mẹ là như thế nào. Còn ngày hôm nay đến đây thăm mình, cũng ngày cận Tết này, em chúc gia đình mình có một cái Tết đầm ấm ha. Và cũng mong rằng đây là một cái số tiền nó không lớn lắm, tuy nhiên là đây là một cái phần quà đối với chị nó cực kỳ lớn vào thời điểm những ngày cận Tết như thế này. Và Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ha, đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình chị Nguyệt nói riêng và gia đình những hoàn cảnh khó khăn nói chung. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau. Em chào chị ha. Rồi, ngày hôm nay thì chân thành cảm ơn cô Suli Hoàng ở Mỹ đã hỗ trợ cho gia đình của chị luôn. Dạ, xin chào.